Con này con gì? Con bướm. Giỏi. Bướm. Con này là gì? Xe gì? Xe ngựa, xe bò. Đúng rồi. Con này con gì? Nè, con này con Xe gì nè? bò. Ừ, đúng rồi. Con này con gì Bin? Còn con này con gì? Con gà sao? Hay ta. Còn con này con gà gì? Con gà sao? Còn gà này gà gì? Con gà cục tát. Con gà gì? Cục tát mà gà gì? Hả? Cái đó gà trống hay gà mái? Cái này gà gì? Hả? Cái này gà gì con nói đi. Này con gà gà gì? Con gà cục tát. Gà cục tát là gà gì? Gà mái hay gà trống? Con gà cục tát. Rồi thôi gà cục tát đi. Con này con gì? Nè con con gì kìa? Con mực. Giỏi. Giỏi. Con này. Con mở rùa. Hay. Con này con gì đen thui bự chảng nè. Con gì? Con gì nè? Nè nè nè, nhìn đây nè. Bin, con này con gì nè Bin? Con gì? Con gấu. Đúng rồi, con gấu. Bin nhớ con này không? Con báo. Đúng rồi, con báo. Còn con này con gì? Con cá chuối. Cá Hay. chuối. Con này. Con này. Con bò. Wow. Còn con này con gì ta? Con này con gì mèo Con nhắc gì quên này ta? Vin ơi. Con này con gì nhắc ba mèo coi. Con chim cút. Hay. Con này. Con dế. Mang mang con dế ơi. Dế ơi hả? Còn con này gì? Con cá heo. Wow, con này con gì? Wow. Con này chích đau quá nha. Con này con gì? Con ông chết. Đúng rồi, Con con ông ông nó chết. chích đó nha. Wow, còn con này con gì vậy? Con tôm nữa chứ. Con tôm con chích hả? Con tôm kẹp. Con tôm Đúng rồi. Wow, còn con này con gì? thiệt. Ừ, Con wow, hay quá. Cái này xe gì? nhện. Xe xe đất Hay. lô. Wow, con này con gì? Con hàng nặng đó bò. Ừ, đúng, hàng lần nó bò. Cha, con này con gì ta? Con mới. Wow, hay vậy. Còn con này, nhớ không? Con này ghê quá nè. Con này cái gì ghê quá. Con đanh cỏ. Xuất sắc. Xuất Wow, sắc. con gì đen thui nè Bin? Con bò rừng. Đúng rồi, con bò rừng. Wow, con này con gì thấy cưng nè. Con này thấy cưng quá. Con Con gì? Đúng rồi. Wow, con này ghê quá Bin ơi. Ghê quá, con gì vậy? rắn. Đúng rồi. Con này con gì? Con này nó hay bò ở nhà mình nè. Nè, con này con gì? Con rắn. Wow.